anh em. Và hôm nay là mình sẽ review cho anh em con xe R15 V3 tai nạn bé bét luôn. Tai nạn cực kỳ lớn và lớn như thế nào thì anh em mình cùng xem lại ở một tiếp theo. Anh em nhiều một phút nhá. Anh ơi, em chờ cái bánh hàn tí. Ở đây là chiếc xe mà mình đã hoàn thiện rồi. Anh được tí. Chiếc xe mình đã hoàn thiện và fix lại tất cả những cái lỗi mà xe bị tai nạn rồi. Và nó tai nạn nặng như thế nào và hoàn chỉnh nó như này thì là như nào anh em cùng xem nhá. Đây các bạn nhìn này. Đồ zin của khách à. Đấy. Đống đồ zin của khách mình sẽ mang giả lại. Và đây là sau khi chiếc xe đã hoàn thiện. Ok, bây giờ mình sẽ đi giả xe khách luôn. Anh em đón chờ là fix bảo hành như nào nhá. Ok anh em. Đây, điểm quan trọng nhất là anh em để ý khi mà xe tai nạn kiểm tra cái này cho mình nhá. Van VVA này. Van này là cái van mà dành cho cái tốc mà từ 6.500 trở lên đấy đến 7.000 đấy. Nó mở cái van VA mở tốc độ này là khi mà ấy, chúng ta mà đi đến gỡ cái van này nó không còn hoạt động nữa thì sẽ không được ăn được tốc hậu. Đấy, rất là quan trọng. Cái này phải thay thế nhá. Ok anh em, vỡ nát này. Các bạn nhìn thấy gãy đôi này. Đấy, gãy đôi chân này. Đấy, cái này chúng ta sẽ phải thay thế nhá. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu quá trình phục hồi nó. Thì các bạn đã thấy là quá trình tháo lắp tất cả ra rồi. Và bây giờ mình sẽ phục hồi. Idol Giang Phi Long đã đi khắp nơi. Yamaha đấy đúng không? Ok. Anh có hết một cái độ chưa? Là vẫn gì hết. Có một cái gì? Ok anh em, và sau khi mà bạn đi chốt thời gian thì bên mình sẽ tháo tất cả ra để xem nó bị hỏng hóc nào và chúng ta sẽ phương án xử lý nhá. Ok anh em, bây giờ là khi mình đã tháo ra được hết rồi, mình sẽ lọc được những cái ra rồi. Thì đây các bạn có thể thấy là có những cái điểm mà nó sẽ bị gãy vỡ như này. Đấy, nó rất là nhỏ này thôi. Nó rất là nhỏ thôi. Thì phương án là nếu mà khách muốn thay thì mình cũng thay được. Nhưng mà đa phần là phương án là mình sẽ hàn lại. Anh mình sẽ bả lại và hàn lại. Thì cái vết hàn nó sẽ bị lộ ở bên trong này. Đấy, vết hàn nó sẽ bị lộ ở bên trong này thôi. Chứ là nó ở mặt ngoài thì là bả đẹp đẽ long lanh. Chỉ vì chủ xe là dán lại bộ đề can mới nên là cái phương án để ngon bổ rẻ nhất là mình phục hồi lại cho khách cho nó ngon lành cành đào, mình sẽ dán một đề can mới. Đấy, những cái nhựa đen này thì nó gãy hết tất cả rồi. Đây, xước xước cái này thì nếu mà để ấy thì sơn lại được, nhưng mà sơn lại nó sẽ không được đẹp như zin, nhưng mà có thể là tái sử dụng nếu mà với những anh em mà tài chính mà không quá nhiều muốn sử dụng lại miếng zin. Đây các bạn nhìn thấy vết nứt giữa đôi chưa? Đấy các bạn thấy không, xé này. Đấy, vết xé này. Đấy, thì cái này bây giờ mình sẽ gặp khách để hỏi. Em trai xe tai nạn anh được cái hai anh em tai nạn vừa tâm sự với nhau tình cảm vãi thảm thiết không đây nhá. Yeah.
ba cỡ rồi. Mỗi pha này cái mình chụp quá mặt đồng hồ xước sâu lắm. Cái này có phương án khắc phục của em nhá, thay kính là được. Cái này thay kính là được. Kính này giữ lại được. Viên bọc lại này. Bây giờ là khi mà cái ấy ban đầu mình chưa thể là phát hiện biết được là chàng ba bị hay không, nhưng đa phần là những con đâm tai nạn này thường là chàng ba và cái thụt đây này, chàng ba này này anh em này đấy, đấy cái chàng ba trên này, cái chàng đây gọi là chàng ba dưới và cục suốt này, cộng với thêm là cái cả bộ chàng ba định vị này, cả cái bộ thụt này nó sẽ bị lệch, bây giờ mình sẽ nắn lại. Sau đấy là kiểm tra ghi đông này, sừng trâu cong nhá, cái sừng trâu anh em nhìn thấy vẻ cong không, nó định vị là cái đồng hồ này và đầu đèn pha, tất cả nó định vị cả cái dẫn hướng luôn, nên là ok. Em ra có hai phương án, cái đầu đèn này thì anh nhìn pha của em là nó cái mặt pha này không vỡ thì chúng ta có thể hàn lại cái này, hàn lại cái chân gấu này. Vừa phải vỡ mỗi như này thôi, nhưng mà để chắc chắn nhất là anh sẽ tháo ra, và anh sẽ xem nó bị vỡ như thế nào, để nó là biết. Cái đầu này đơn giản lắm, có rất là nhiều phương án. Cái này là anh sẽ gắn về tay nhá, chỉ cho anh sẽ gắn về tay nhá. Vì nó định vị là cái đồng hồ này, cái gương này, và cả cái quần đầu đèn, nên là bao giờ nó vẫn cần được hạn. Bây giờ mở ra cái nhựa này thì có hai phương án, là một là mua nhựa chim mới hãng, hai là mua nhựa thanh lý, vì rất là nhiều anh em lên đầu G6, ba là lên đầu G6 luôn đấy, thì là nó sẽ có nhiều phương án. Đấy, anh em thấy không, cái nhựa này rất rẻ nhưng rất bền nhá, đâm thế không bị sao. Không còn gì luôn, không việc gì luôn. Nhựa đen bị cong vênh thôi, chứ cái này thì không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ok. Rồi, có phương án thứ ba là lên đầu rồi một bậc. Lên đầu rồi 6. Ok. À, bây giờ anh sẽ listing ra cho em và anh kỹ thuật viên anh kiểm tra hết tất cả ra thì sẽ báo được cho em chính xác nhất. Nhưng là gần như là 90% là bộ chàng ba thụt này nó sẽ cong ra. Vì khi nó đâm thẳng trực tiếp vào. Trượt cát thôi. À ok, có gì để chúng ta thử hiểu. Em chơi bộ sắp power đấy. Một này là của độ của X-Side thay luôn nhá. Màu của em chọn màu xanh à? Chọn màu xanh hay màu gì? Em định giá lên cao lại hơn. Chơi trong cục thể